Linh xem trực tiếp Đức gặp Hàn Quốc World Cup 2018, xe tăng nghiền nát kim chi. Linh xem trực tiếp Đức gặp Hàn Quốc 21 giờ ngày 27 tháng 6 trong khuôn khổ World Cup 2018. Sau đây là link xem trực tiếp. Các bạn có thể kéo xuống dưới video của chúng tôi để lấy link xem trực tiếp từ FPT Play, VTV Go hay VTV6 để theo dõi trận cầu đỉnh cao này. Xem trên FPT Play, VTV6 và VTV Go đều đã được cung cấp link ngay bên dưới. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt hai ứng dụng trên di động là VTV Go và FPT Play để xem trực tiếp World Cup 2018. Trên cả hệ điều hành Android và iOS đều có hai ứng dụng này. Các bạn có thể tải về từ CH Play hoặc App Store để xem bóng đá. Chúng tôi cung cấp link tải VTV Go và FPT Play cho Android và iOS ở ngay dưới video. Nhận định trận đấu. Cuộc chiến giữa Hàn Quốc và nhà đương kim vô địch Đức lúc 21 giờ ngày 27 tháng 6 ở bảng F World Cup 2018 hứa hẹn sẽ có cơn mưa bàn thắng. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Toni Kroos đã giúp cho Đức vượt qua Thụy Điển trong thế trận nghẹt thở. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng về tinh thần cho nhà đương kim vô địch sau thời gian có những vướng mắc chuyện nội bộ và thua Mexico. Tuy chiến thắng quan trọng trước Thụy Điển, Joachim Löw có những giải pháp mới khi bước vào trận gặp Hàn Quốc. Đây sẽ là một trận đấu mang nhiều ý nghĩa với Đức. Một điểm là đủ để nhà đương kim vô địch có vé vào vòng 1/8 trong trường hợp Thụy Điển không thể thắng Mexico. Nhưng Đức sẽ không trao vận mệnh của mình cho đối thủ, thay cho Löw muốn giành 3 điểm trước Hàn Quốc. Sau 2 trận thua, Hàn Quốc vẫn chưa hết hy vọng, đội bóng châu Á quyết chiến với tinh thần tốt nhất. Trận đấu có tỷ lệ châu Á là Đức chấp 2, nhưng tinh thần Hàn Quốc sẽ khiến nhà đương kim vô địch thế giới phải một phen vất vả trong trận cầu nhiều bàn thắng. Kèo châu Á, Đức chấp 2, tài xỉu 3/1/4, dự đoán Đức thắng 3-1. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nhận định kèo Đức gặp Hàn Quốc World Cup 2018, châu Á làm khó nhà vô địch. Hàn Quốc sẽ quyết chiến thắng bằng khả năng trước nhà đương kim vô địch Đức trong trận cuối cùng bảng F World Cup 2018 lúc 21 giờ ngày 27 tháng 6 trên sân Kazan. Hàn Quốc là đội duy nhất ở bảng F vẫn chưa giành điểm sau hai lượt trận vừa qua. Dẫu vậy, về tinh thần chiến đấu, đại diện châu Á đã thể hiện được những điểm tích cực. Hy vọng vào vòng knockout là rất nhỏ, nhưng Hàn Quốc sẽ chiến đấu hết mình trước tuyển Đức. Lực lượng: Hàn Quốc không có Park Jo-ho vì chấn thương. Đức mất trung vệ Boateng vì án treo giò, tiền vệ Rudy chấn thương mũi. Phong độ đối đầu: hai đội có 3 lần gặp nhau trong quá khứ, Đức thắng 2 trận, đều trong khuôn khổ World Cup. Hàn Quốc thắng 1 trận, giao hữu. Hàn Quốc không thắng trong 5 trận gần nhất, thua 4 và hòa 1. Trong 5 trận này, đại diện châu Á chỉ ghi 1 bàn thắng. Đức thua 3 và thắng 2 trong 5 trận đấu vừa qua. Chiến thuật: Hàn Quốc vẫn chọn lối đá quen thuộc 4-2-3-1. Ngôi sao Son Heung-min sẽ là điểm nhấn trong tấn công. Đức vừa may mắn thắng Thụy Điển và Joachim Löw sẽ gần như giữ nguyên bộ khung ấy. Hummel trở lại thay Boateng ở hàng thủ. Gundogan sẽ đá tiền vệ trung tâm, đồng nghĩa với việc Ozil tiếp tục ngồi ngoài. McRoy đá số 10, Timo Werner lệch cánh để Gomez làm trung phong. Dự kiến đội hình Hàn Quốc 4-2-3-1. Hyung-gu, Min-gu, Jung-gun, Hyun-soo, Jung, Sung-jang, Seon-min, Jae-sung, Hae-chan, Son Heung-min, Đức 4-2-3-1, Neuer, Kimmich, Hummel, Rudiger, Hector, Kroos, Gundogan, Müller, Roy, Werner, Gomez. Nhận định: Hàn Quốc chỉ có cơ hội mong manh để vào vòng knockout, nhưng đội bóng châu Á luôn chiến đấu bằng cả tinh thần lẫn trái tim. Đức vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong cách chơi, vì vậy sẽ là một trận đấu hấp dẫn và nghẹt thở cho đến phút cuối. Kèo châu Á, Đức chấp 2, tài xỉu 3/1/4, dự đoán Đức thắng 3-1. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 27 tháng 6, Neymar kết liễu Serbia, Đức gặp Hàn Quốc, Mexico đối đầu Thụy Điển, Thụy Sĩ gặp Costa Rica. Tri Thức Vô Tận xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu truyền hình trực tiếp bóng đá World Cup 2018 hôm nay
ngày 27 rạng sáng 28 tháng 6. Đây là lượt đấu cuối cùng của bảng C và bảng D sẽ quyết định những tấm vé đi tiếp. Các trận đấu ở lượt đấu cuối của mỗi bảng sẽ diễn ra cùng giờ để đảm bảo tính công bằng. Lịch thi đấu World Cup 2018 đêm 27 tháng 6, rạng sáng 28 tháng 6. 21 giờ ngày 27 tháng 6, Mexico gặp Thụy Điển, tường thuật trực tiếp trên VTV2 và VTV2 HD, HTV1, HTV4. 21 giờ ngày 27 tháng 6, Hàn Quốc gặp Đức, VTV6 và VTV6 HD, HTV9, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 28 tháng 6, Serbia gặp Brazil, VTV6, VTV6 HD, HTV9, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 28 tháng 6, Thụy Sĩ gặp Costa Rica, VTV3, VTV3 HD, HTV1, HTV4, HTV7. Nhận định các trận đấu, Mexico gặp Thụy Điển. Chứng kiến các cầu thủ Thụy Điển cầm chân Đức một đều cho đến phút 90+4, người ta tưởng rằng cục diện bảng F đã sớm ngã ngũ. Mexico là cái tên đầu tiên điền tên mình vào vòng 1/8, còn Hàn Quốc chính thức nói lời tạm biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng bàn thắng quý như vàng của Toni Kroos mang về chiến thắng nghẹt thở cho người Đức đã khiến cuộc đua trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trong khi đó, sự sống bất ngờ hồi sinh với Hàn Quốc, nếu thắng đậm cỗ xe tăng và Mexico vùi dập Thụy Điển, họ sẽ cùng đội bóng CONCACAF tiến thẳng đến vòng 1/8. Với Đức, nhiệm vụ của họ là đánh bại Hàn Quốc với cách biệt từ 2 bàn trở lên và mở tiệc ăn mừng. Riêng Thụy Điển, việc để cho người Đức vượt qua đúng vào phút bù giờ cuối cùng là cái kết thực sự tai hại cho họ. Để đi tiếp, thầy trò Jens Andersen cần thắng Mexico cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trong trường hợp chỉ thắng cách biệt 1 bàn, họ cần Đức thắng Hàn Quốc với cách biệt tương tự. Khi ấy Thụy Điển sẽ hơn Đức hoặc Mexico thông số, hiệu số, bàn thắng, thẻ phạt. Thực tế nếu chỉ có một điểm từ tay Mexico, Thụy Điển vẫn có vé đi tiếp, nhưng đấy là trong trường hợp Hàn Quốc bất ngờ thắng Đức. Hàn Quốc gặp Đức. Trong cuộc chạm trán với Hàn Quốc, Đức sẽ thiếu vắng Jomiro Boateng, cái tên nhận thẻ vàng thứ hai trong cuộc chạm trán với Thụy Điển. Nhưng điều đó sẽ không mang lại nhiều sự lo lắng cho cỗ xe tăng bởi mục tiêu của họ trận này là giành chiến thắng. Thậm chí Đức cần một chiến thắng thật đậm để yên tâm giành vé trong trường hợp Thụy Điển thắng Mexico, bởi khi đó cả ba đội sẽ có cùng 6 điểm và yếu tố hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến. Bên kia sân, dù chơi nỗ lực và cống hiến những pha tấn công ấn tượng, thế nhưng Hàn Quốc vẫn không thể đánh bại được cái tên quá mạnh tại bảng F. Hai trận thua liên tiếp về lý thuyết chưa hẳn sẽ khiến họ về nước ngay, nhưng trên thực tế, đội bóng xứ Kim Chi chắc chắn chẳng có cơ may gì. Có chăng, họ thi đấu với Đức hôm nay không gì ngoài mục đích danh dự. Tại đấu trường World Cup, Đức đã 5 lần đụng độ các đội bóng châu Á, gồm 2 lần trước Hàn Quốc 1994 và 2002 và đều giành chiến thắng, ghi cả thảy 19 bàn, trung bình 4 bàn một trận. Trong khi đó, trận thua Mexico 1-2 vừa qua là thất bại thứ tư liên tiếp của Hàn Quốc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa hai đội hoàn toàn có thể khiến Hàn Quốc tiếp tục nhận một trận thua đậm trước Đức và rời World Cup trong cảnh trắng tay. Serbia gặp Brazil. Sức ép đã được giải tỏa rất lớn cho Brazil sau khi giành chiến thắng trước Costa Rica. Chỉ cần 3 điểm ở trận này, Brazil chắc chắn đi tiếp mà không phải bận tâm đến kết quả. Việc thi đấu sau bảng F cũng khiến Brazil dễ bề toan tính hơn cho đối thủ mà họ sẽ đối đầu ở vòng 16 đội. Nếu Đức chỉ kết thúc ở vị trí thứ 2 tại bảng F, nhiều khả năng Brazil sẽ chủ động sẩy chân để xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng E hoàn toàn có thể. Chẳng ai muốn đối đầu với nhà đương kim vô địch, dù họ không có được thành tích tốt trong hai trận đấu đã qua. Thất bại kinh hoàng 4 năm về trước chắc chắn sẽ chưa thể khiến người dân Brazil và cả đội tuyển Brazil quên được. Đó là chưa kể đến việc Serbia là đội bóng có hàng thủ chắc chắn dựa trên một hàng thủ được xây dựng hai lớp với tuyến tiền vệ lùi sâu. Vì vậy, thật khó để tin rằng Brazil sẽ thắng cách biệt ở trận này. Trong quá khứ, Serbia từng 7 lần đối đầu với các đại diện đến từ Nam Mỹ và giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và thua đến 4 trận. Trong khi đó, Brazil có đến 302 trận đối đầu với các đại diện lục địa già và giành 183 chiến thắng, 72 trận hòa và 47 trận thua. Những kết quả đó có phần có lợi cho Brazil, nhưng để thắng Serbia cách biệt ở thời điểm hiện tại là bài toán chẳng hề dễ chút nào. Thời chưa tách ra là một quốc gia độc lập và thuộc Nam Tư cũ, đội bóng này từng 4 lần chạm trán Brazil tại các ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới và giành được một chiến thắng, 2 trận hòa cũng như 1 trận thua. Với tiềm lực con người ở thời điểm hiện tại,
Serbia đủ sức gây ra khó khăn với Brazil. Thụy Sĩ gặp Costa Rica. Costa Rica đã thi đấu hết sức kiên cường ở World Cup mùa này, với khả năng thi đấu tập trung của hàng thủ và tài năng của thủ thành Keylor Navas. Đội bóng vùng CONCACAF suýt chút nữa đã giành được một điểm trận ra quân, nếu như Kolarov không quá xuất thần trong pha sút phạt hàng rào. Ở trận gặp Brazil, Costa Rica cũng đứng vững hết thời gian thi đấu chính thức và chỉ để thủng lưới ở thời gian thi đấu bù giờ. Tuy nhiên, cũng ở mấy phút bù giờ trận đấu với Brazil, Costa Rica đã thể hiện rằng họ kém cỏi thế nào khi buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Chỉ vài phút sau khi có màn mở tỷ số, Brazil đã có pha lập công thứ hai để ấn định thắng lợi 2-0. Trong trận đấu thứ ba gặp Thụy Sĩ, Costa Rica nhiều khả năng sẽ tiếp tục để lộ nhiều sai lầm vì rõ ràng họ không cần phải đá phòng ngự số đông nữa khi không còn gì để mất. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón